Mời vào. Dạ thưa anh, em gửi anh. Thôi, hai người về đi. Công ty của chúng tôi không tuyển hai người đâu. Nhưng mà anh ơi, em còn chưa nói gì mà. Hai người có thấy cục rác kia không? Nó làm trình hình ra như thế mà hai người đi qua còn không chịu khó nhặt vào thùng rác. Công ty của chúng tôi cần những người cẩn thận và chỉ chu và luôn muốn đóng góp cho công ty dù hành động nhỏ nhất như nhặt rác. Thôi, hai người về đi. Em đọc hồ sơ ạ. Cảm ơn cậu đã chọn phỏng vấn. Mà hôm nay tôi hẹn 3 người cơ mà nhỉ? Sao lại chỉ có mình cậu ở đây? Em cũng không biết ạ. Cậu đi phỏng vấn mà ăn mặc cứ như giám đốc ấy nhỉ? Cái này là bệnh nghề nghiệp anh ạ. Trước đây em là công ty đa cấp. Em gửi anh, mong anh xem qua. Em tốt nghiệp trường đại học Harvard và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, cũng như là đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc các công ty nước ngoài. Ngoài ra thì em có IELTS 8.5. Và em nghĩ là em có thể. Chào anh em. Anh sẽ xem hồ sơ của em và liên lạc với em sau nhé. Vâng ạ. Em cứ về đi. Em chào anh ạ. Chào em. Mời em ngồi. Em gửi anh ạ. Định thử mình đây mà. Em nói cái gì đấy? Dạ không ạ. Anh chờ em chút. Chúc mừng em. Em chính là người chúng tôi đang tìm kiếm. Chúc mừng em. Ui, em cảm ơn anh. Em cảm ơn ạ. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có một nhân viên mới. Cậu ấy là một người cực kỳ hoàn hảo, cực kỳ phù hợp với vị trí mà công ty chúng ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Xin trân trọng giới thiệu, cậu ấy sẽ là nhân viên lao công mới của chúng ta. Tôi thực sự cảm thấy rất là may mắn. Tìm kiếm giữa hàng trăm hàng nghìn ứng viên, chúng ta mới có thể tìm được một người có trách nhiệm cao như cậu ấy. Xin mọi người cho thêm một tràng pháo tay chào mừng ngày đầu tiên làm việc của cậu ấy. Và sau đây tôi xin giới thiệu thêm một nhân sự nữa. Đó là trưởng phòng marketing mới của chúng ta. Sao em thấy văn phòng thế nào? Sáng nay tài xế đón em đúng giờ không? Anh đã chuẩn bị cho em một văn phòng riêng rồi. Tất cả máy tính, tất cả mọi thiết bị đều mới. Nào mời em. Ô bạn này lau tôi dưới sàn này ngay sau, uống trà sữa đổ ấy. Quên cái lau. Xong rồi lau tôi với nhá. Còn đứng được ở đây làm gì nữa? Lau tôi cái sàn đi. Cô là người rất may mắn đấy. May mà cô đến sớm. Nếu không thì... Không thì sao hả bác sĩ? Không lẽ bệnh tình của em nó nặng như thế rồi cơ? Chỉ cần cô đến muộn 5 phút thôi thì coi như là... Thì sao ạ? Bác sĩ cứ nói đi ạ. Thì 5 phút nữa tôi hết giờ làm rồi mà. Nếu cô đến muộn 5 phút thì mai là phải đến khám ạ. Suốt ngày cứ hở ra là tiền với tiền thôi. Cô có biết là tôi đi làm đã đủ bao nhiêu mệt mỏi, khó khăn như nào không? Em biết là anh mệt mỏi, nhưng mà anh phải đưa tiền thì em mới có tiền đi chợ chứ. Cứ đến ngày có lương thôi là bắt đầu cứ mè nha mè nheo, bực không chịu được. Được chưa? Đây, trong ngoài là toàn bộ lương tháng này đấy. Tháng này đi. Chồng hứa là tháng này chỉ xin vợ 50.000 thôi. Nha.
Nhớ là phải tiêu thật tiết kiệm đấy. Dạ. Đi vào nhà. Nhanh lên, đây là chỉ có cướp tiền thôi, không cướp sắc nhá. Bỏ ra. Gì đây? Tô tiền à? Trời ơi. Sáng sớm ra mở hàng mà đã gặp anh ma đói rồi. Trông thì ăn mặc sang trọng thế mà nghèo kiết xác rồi. Đúng là đen đủi mà. Này, thằng kia, mày bảo anh nghèo kiết xác ấy, mày bảo ai? Mày nhìn tao, mày biết đến túi hàng hiệu không? Đọc chữ cho tao, Gucci là Gucci đấy. Chồng tao mua bên nước ngoài hàng nghìn đô. Mày trông mặt mày không biết đúng không? Bây giờ thì cô ấy còn nổi giận với tôi nữa. Này, ai bảo với chị là cô không biết hàng hiệu như nào? Này, nó cho một lần nha. Nghe kỹ này. Cái túi này ấy. Sờ đi chồng, đưa tay này. Sờ đi. Sao, thu không? Nó có sáp không? Túi xịn nha. Nó mịn, nó mềm, nó còn thơm nha. À, nhìn nè, nhìn nè. Nhìn chút gì không? Đây là Magentina. Đánh mày vô, đánh mày nhau nhá. Magentina. Đây, đâu đâu, đương nhiên là làm ở China rồi. Rồi, hôm nay bảo tôi hàng hiệu. Đấy, được, vẫn còn này, đấy. Các đường chỉ này, rồi không? Trông này, bụng bếch cả chỉ này, sần dùi lên này. Này, mà bảo là hàng xịn. Úi dồi ôi, thấy không? Đấy, à đúng rồi, còn nữa, đưa tay chị này. Đây, cô nhìn tay của cô đi. Tại sao tay của cô lại có những cái vết thâm như thế này? Đây không phải là do tay cô bị bệnh hay là bị làm sao cả. Mà làm sao, bị làm sao? Vì cái túi này đây còn gì nữa. Nó bị phai màu, cô hiểu chưa, phai màu. Úi dồi ôi, nay mà bảo là hàng xịn. Túi này á, kết luận nhá. Bài chục, mua chợ. Con chị bảo hàng hiệu ấy, hàng hiệu cho chị đi. Này, cầm đây. Xịn đi. Đây là hàng hiệu nhá, nhá. Đây. Đây cũng là hàng hiệu. Này, đừng có coi thường trộm này nhá. Trộm nhưng người ta có phong cách. Vật hàng hiệu. Vừa về rồi đấy à? À, cái túi anh mua cho vợ đẹp đúng không? Hàng hiệu mà, rất hợp với dáng em luôn đấy. Này, mày làm cái gì vậy? Xinh gái như em, xinh đang có một nụ hôn. Anh đẹp trai ơi, chị xinh gái ơi, anh đẹp trai mua cho chị xinh gái một bông hoa hồng đi ạ. Thế bao tiền một bông em? Dạ cái này có 100.000 một bông thôi ạ. Cho anh một bông. Dạ. Em gửi anh hồng ạ. Em cảm ơn anh. Ừ. Tặng em người con gái đẹp nhất trong mắt anh. Thế mình đến đâu rồi? Anh đẹp trai gái ơi, anh đẹp trai mua cho chị xinh gái bông hồng đi ạ. Chẳng phải đâu, tôi vừa mua rồi còn gì. Dạ, nhưng em thấy chị rất là xinh gái ạ, nên mua thêm một bông nữa cũng không sao đâu ạ. Thôi được rồi, cho thêm bông nữa đi. Em gửi anh ạ. Em xin, em bảo anh ạ. Ở lại tiếp tục đi nhỉ. Anh đẹp trai ơi, anh đẹp trai mua cho chị xinh gái thêm một bông hồng đi ạ. À, dạ. Tôi đã bảo vừa rồi, vừa mua rồi gì nữa. Dạ, nhưng mà em thấy chị rất là xinh gái ạ, nên là chị phải xứng đáng với cả bó hoa ấy ạ, chứ còn một vài bông đáng gì đâu ạ.
Wow, em thấy là chị rất là xinh gái ạ. Nên là... Sao? Giờ nó xinh đẹp đúng không?